Chào các bạn. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một con IC nguồn nữa, đó là con PN8046 nhá. Đây là một con IC nguồn thế hệ đời mới, nó hay ứng dụng trong các mạch nguồn của bếp từ hoặc của các nồi cơm cao tần loại mới hiện nay mọi người ạ. Thì con IC này ấy, thì như đứng đây các bạn này, mình có mấy cái bo sát nhá. Thì chúng ta sẽ để ý này, nó đang sử dụng con IC đấy nhá. Mình thử lấy led cho các bạn tham khảo kênh con IC đấy này. Tiện thể có các bạn bạn ấy gặp cái nồi cơm cao tần nó bị chết con IC này mà bạn không kiếm được, bạn hỏi mình sẽ thay được bằng con nào. PN8046A nhá. Thì đây là mấy cái bo sát của một cái nồi cơm IH của hãng Kangaroo mọi người ạ. Tức là cái nồi cơm cao tần của hãng Kangaroo, nó chạy điện 220 nhá. Thì nó cũng được sử dụng con IC PN8046 này. Và một số các bếp từ đời mới hiện nay mình cũng thấy nó sử dụng con IC này nhá. Thì con IC này mình có vẽ mạch qua cho mọi người tham khảo trên chính cái một cái bo nồi cơm IH của Kangaroo này nhá. Thì chúng ta thấy chân của nó hoàn toàn giống con Viper 12 hoặc Viper 22A thông dụng nhá. Nhưng mà nó có một cái số khác thôi. Thì mình có vẽ qua, mình sẽ nói cho mọi người về cái nguyên lý của con IC này chạy, và chúng ta có thể thay thế bằng con Viper 12 hoặc 22A ok nhá, nhưng chúng ta phải độ một chút thì mới được. Thì như trên cái mạch này nhá, thì điện áp AC 220 vào ấy, nó sẽ được đi qua hai con diode bé xíu này mọi người này, để chỉnh đi ra xung dương của hai chân ấy, nó đi tới đây ấy, và nó sẽ kết hợp với hai con diode của cái cầu chỉnh lưu chính 15A là đi về nhá các bạn nhá. Nó phải có bốn con thì mới chỉnh lưu thành cả chu kỳ mà. Thì ở đây ta sẽ có xung dương DC này. Thì cái điện xung dương DC này nó sẽ đi qua con điện trở của phần ACDS thì mình không nói đến. Rồi tiếp tục cái điện áp đấy, điện áp dương đấy, nó sẽ đi qua một con điện trở cầu trì 22 ohm, một số thì chạy 22, một số thì con như con này nó chạy con 10 ohm thôi. Thì nó sẽ đi tới một cái cọc dây xanh xanh này này. Cái cọc xanh này chính là cắm ra một cái con cầu trì nhiệt nằm dưới đáy nồi. Bởi vì nồi cơm mà bạn các bạn, tức là ở chế độ bình thường này con cầu trì nhiệt này nó thông, chúng ta sẽ thông ở đây và nó sẽ đi tới con cầu trì bé con điện trở bé bé con diode bé bé này. Thì qua con diode đấy thì bắt đầu được lọc bởi một con tụ này này, 6,8 mi 400V nhá. Thì tại đây ta sẽ thu được DC 300V ấy, thì nó sẽ được cấp vào cho con IC này. Con IC này sẽ hạ áp theo kiểu dạng úp DC DC giống hệt với các bếp từ chạy Viper mọi người nhá. Thì khi cấp nguồn ấy, thì theo mình hiểu ấy, thì con này chúng ta đã trai không có data set đâu, con PN8046 này, nhưng mà mình nghĩ nó là cái thế hệ sau của dòng Viper. Nên nó sẽ hoạt động hoàn toàn giống Viper nhé. Thì khi chúng ta cấp nguồn ấy, thì nó sẽ có điện áp cho phần dao động thông qua chân 5678, nó đưa vào nó sẽ tạo ra xung đóng ngắt từ D sang S này, từ 5678 sang 12 liên tục ấy. Thì cái xung đấy nó sẽ đóng ngắt, nó sẽ chảy qua cái quận biến áp. Đây là cái biến áp nhé. Trên cái biến áp này nó sẽ có hai quận, một quận sơ cấp và một quận thứ cấp. Mà quận thứ cấp này mình hay gọi cho mọi người là quận ký sinh ấy. Tức là như nào, tức là khi mạch hoạt động ấy, có dòng biến thiên trên cái quận sơ cấp này này, thì cái lõi ferrite này nó có từ trường biến thiên, thì nó có một cái quận ký sinh mà nó được nằm trong cái từ trường biến thiên đấy ấy, thì nó sẽ sinh ra cái điện áp cảm ứng. Cái điện áp cảm ứng này nó được chỉnh lưu qua con diode, một con diode này, sau đó được lọc bởi tụ và nó đi qua một con 7805. Con 7805 ở đây này, để nó tạo ra 5V cho nuôi cho ICV xử lý ấy. Thì cái mạch này là mạch nó giống với biết từ ấy, là nó hạ áp trực tiếp DC DC ấy. Thì điện áp nó ở lửa chu kỳ ấy, mà con này mở này, thì điện áp dương này sẽ đi từ 5678 sang 12, đi theo chiều như này để đi ra 18V nuôi cho tải. Tải ở đây là khối driver và quạt mọi người nhá. Và đi về mát các bạn ạ. Về mát này thì cái lửa chu kỳ đấy nó sẽ đi về mát của 300V các bạn nhá. Và đến nửa chu kỳ tiếp theo ấy, thì là con IC này sẽ ngưng không dẫn nữa. Thì là con quận cảm này này, cái quận dây này này, cái quận dây là việc chính này, nó sẽ sinh ra điện áp cảm ứng ngược. Thì lúc đầu dòng chảy nó sẽ đi như thế này các bạn này, với dương ở đây, âm ở đây nha. Thì khi mà con IC ngưng dẫn ấy, thì là cái từ trường còn dư ấy, trên cái lõi ferrite này nó sinh ra một cái điện áp ngược với cái chiều dương bên này và âm bên này, nó ngược lại nhá. Dòng chảy vừa nãy thì dương bên này, âm bên này nhá. Mình nói với mọi người rất nhiều về cái nguyên lý này rồi. Thì điện áp dương đây, cái lửa chu kỳ mà con này khóa này, thì điện áp dương đây ấy, nó lại phóng ra, nó tiếp tục nuôi tải, nó đi qua tải, nó về mát. Và đây đi về mát này nó không đi về mát của 300V đâu, mà nó sẽ đi về cái mát của nó, là cái chiều âm của nó này. Chúng ta cứ tưởng tượng nửa chu kỳ đấy ấy, là cái cuộn dây này nó là một cái quả pin nuôi quả cái nguồn tạo ra năng lượng với dương ở đây và âm đây. Thì dương nó phóng ra, nó nuôi tải, nó đi về mát và nó đi được qua con diode này để đi về mát của nó nhá, đi về âm của nó nhá mọi người nhá. Nó luôn có một con diode dập xung ngược, dập xung như vậy, con diode nối kín dòng xả ấy.
Và con diode này nó có một cái đặc biệt nữa là điện áp chịu đựng mắc của nó là 600V và dòng của nó khoảng 1A nhé mọi người nhé. Nó là diode xung, tất cả nó là diode xung hết mọi người ạ. Thì điện áp tại đây ấy, nó sẽ được xung dương ở đây này, nó cũng được chỉnh lưu qua con D3 này. Được lọc bởi con tụ 10mm này. Lọc ở đây là lọc với mát của nó là ở chân âm này của nó nhé. Tức là nguồn tạo ra ở đây là nuôi cho tải chúng ta, nhưng mà nguồn được đi qua con diode D3 này vẫn là cái xung dương ở đây này. Xung dương mà khi con IC này khóa, xung dương đây này nó được đi qua con D3 này, được lọc bởi trên con tụ này. Và nó cũng đi về âm của nó, vì như vậy là đây là VCC của IC và đây là GND của IC nhé. Thì cái nguồn này nó sẽ đưa vào cho IC để IC tiếp tục hoạt động đấy. Và bản thân trong con IC này chúng ta hiểu ấy là nó sẽ có một cái con DZ hoặc là có cái mạch dò sai sẵn rồi. Là cái điện áp về đây là mà cao thì nó sẽ giảm xung hoạt động, còn điện áp về đây mà thấp thì nó lại tăng xung hoạt động lên. Nó luôn duy trì cái điện áp tại chân 4 của IC là luôn là 18V. Tức là con PL8046 này luôn cho điện áp ra của chúng ta là 18V nhé. Khác với con PL8024 24R chẳng hạn, như con này ở trong các quạt điều hòa hoặc các quạt nhiều ấy, thì nó luôn ra điện áp là cho chúng ta là 12V mọi người nhé. Thì riêng con PN8046 này thì nó luôn ra cho chúng ta là 18V, bởi vì bản thân cái mạch dò sai nằm sẵn trong IC này ấy, là nó luôn duy trì là điện áp VCC của nó là chỉ là 18V thôi. Giả sử nguồn 18V tải mà bị nặng chẳng hạn ấy, 18V mà thấp ấy, thì nó sẽ tăng cái biên độ kích đóng ngắt DS lên, thì nó sẽ làm cho từ trường biến thân mạnh hơn, thì là điện áp đầu ra sẽ tăng lên. Còn nếu mà điện áp có xu hướng tăng lên ấy, thì nó lại nói điện áp về chân 4 của nó có xu hướng tăng lên ấy, thì là nó cũng lại giảm cái xung nóng ngắt đi, thì là lại điện áp về lại giảm về, nó luôn duy trì, tức là cái mạch FB của nó nằm sẵn trong IC rồi, nó luôn duy trì nguồn chân 4 của nó trên VC là 18V mọi người ạ. Do đó cái chân 3 của nó là chân bỏ trống mọi người nhá. Đây mình sẽ dò cho mọi người này. Đây là chân 1 này. Chân 2 này, chân 3 này, các bạn, chân 3 nó bỏ trống nhá. Nó hoàn toàn nó giống Viper ấy, nhưng mà chân 3 nó đang bỏ trống này. Chân 4 này, chân VCC đấy. Và 5, 6, 7, 8 nhá. Mình thay cái quả pin đã. Máy quay nó báo hết pin các bạn ạ. Mình vừa thay cho nó rồi. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy là chân của nó là giống, hoàn toàn giống con Viper 12 hoặc 22A. Nhưng mà riêng chân 3 là chân FB Viper ấy, thì là chân 3 này nó sẽ có con DZ phản hồi về chân 3 để duy trì đấy. Thì để mà độ được con IC này sang dò con Viper 12 hoặc là như con IC khỏe hơn là Viper 22 ấy, thì chúng ta sẽ, ví dụ như chúng ta gặp mà chết con IC này nhá, và cụ thể là cái bạn đang hỏi mình ấy là do chết mà không biết thay con nào ấy, thì các bạn có thể lấy con Viper 12A hoặc Viper 22A lắp vào đây, và đồng thời chúng ta sẽ phải thêm một con DZ từ chân 4 này các bạn này. Đây là mình vẽ luôn nhá. Để đi vào chân 3 các bạn ạ. Và con DZ này sẽ là 18V nhá. Chúng ta thay con PN8046 này bằng con Viper 22A đi cho nó khỏe nhá. Hoặc 12A cũng được, bởi vì cái mạch bếp từ, mấy cái mạch lồi cơn kangaroo này nó cũng không lớn mà, nó như bếp từ đây mà. Thì khi chúng ta thay con Viper 22A vào cho những cái mạch này ấy, thì chúng ta sẽ phải thêm một con DZ 18V chảy từ chân 4 ngược sang chân 3. Và đồng thời chúng ta cũng có thể lắp thêm một con tụ 104 dập nhiễu ở đây nữa, cho nó ổn định nhá mọi người nhá. Thì như vậy là chúng ta đã biến một cái mạch chạy con IC 8046 thành một con mạch nguồn chạy con Viper 22A hoặc 12A rất thông dụng, là và nó vẫn chạy bình thường. Thực tế là mình đã sửa cái lồi cơm, vài cái lồi bếp mà nó sử dụng con IC này thì mình cũng không có mua các bạn nhá, mình chưa mua lần nào cả, nên mình đã Viper thì mình rất là nhiều, mình đã thay và nó vẫn chạy bình thường mọi người nhá. Mỗi nguyên lý hoạt động nó giống hệt nhau, chẳng qua con Viper 22A thì chúng ta sẽ phải tạo cái dòng tràn về chân FB của nó thôi, còn bản thân con này ấy, nó tích hợp cái phần FB tại chân 4 đưa vào phần dao động bên trong luôn rồi mọi người ạ. Nên do đó nó sẽ thiết kế như vậy. Thì khi mà chúng ta đã nắm bắt được cái nguyên lý mạch chạy này và các con IC ấy, thì chúng ta sẽ có thể độ live và nó vẫn hoạt động được bình thường nhá mọi người nhá. Hy vọng qua cái video các bạn sẽ tham khảo thêm một con IC mới nữa, con IC nguồn mới thông dụng ở các lối cơm IH của hãng Kangaroo này, hoặc một số cái lối cơm khác như Simawi các thứ mình thấy, hoặc cái lối có không có tên tuổi gì ấy, mà xuất xứ từ Trung Quốc ấy, mình thấy nó cũng sử dụng con IC này và một số cái bếp từ nữa nhé mọi người nhá. Còn cái video này thì sẽ kết thúc ở đây. Chào các bạn, chúc các bạn thành công nhá.